Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với YouTube của công ty Uli Việt. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời nên mình mời quý vị và các bạn cùng mình đi theo dõi cái quy trình lắp đặt cái cầu lông một trụ Ấn Độ như thế nào nhé. Mời các bạn cùng đi theo mình. She got the good vibes when seasons change, but we're the same.